Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô trụ trì chùa Thanh Long, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Thưa các nhà hảo tâm, quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chúng ta có một cái nhân duyên được gặp nhau trong cái buổi phát quà từ thiện cho những gia đình có những hoàn cảnh phải nói là đặc biệt khó khăn. Bởi vì chuyến từ thiện của chúng ta hôm nay không phải tự nhiên. Sư được biết cuối năm 2016, sư là chùa Thiên Quang của tỉnh Bình Dương, mà Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã kêu gọi các chùa trong tỉnh Bình Dương hãy hỗ trợ những phần quà cho dân nghèo tỉnh Bình Phước. Là một cái tỉnh mà có nhiều hộ nghèo nhất nhì trên đất nước Việt Nam, hiện nay là có tỉnh Bình Phước của chúng ta. Cho nên khi các nhà hảo tâm đến gặp sư, đó là doanh nghiệp Cường Thu, công ty dệt nhuộm Nhật Nhật Nam, đề nghị phát 200 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là sư nghĩ ngay đến Bình Phước. Và không chỉ nghe mà đến, chư ni chùa Thiên Quang đích thân đã lên đây để khảo sát trước. Và rất nhiều người ở nhà, mang tiếng là nhà nhưng không ra cái nhà, chỉ là những tấm bạt ni lông nhựa dù che mưa nắng. Mang tiếng là nhà nhưng chỉ là những tấm tôn rách đắp đổi qua ngày. Mang tiếng là một gia đình nhưng một bữa cơm không đủ chén để ăn. Nồi mẻ, bếp hư, dột rách khắp nơi. Sư thương các vị. Sư nói sẽ đến tại nơi đây, tại cái ngôi chùa Thanh Long này, nơi mà sư cô đã về đây trên 20 năm, nhưng mà người dân vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn và vất vả. Khi sư nói chúng ta sẽ đi Bình Phước, thì thầy Cường, cô Thu và bên công ty Nhật Nhật Nam đã rất là hoan hỷ. Và sư sắp xếp thời gian để cùng với các nhà hảo tâm về đây tận tay phát những phần quà cho các vị. Và người rất vui mừng đó là sư cô trụ trì. Sư cô nói 20 mấy năm về đây, bao nhiêu khó khăn vất vả. Cái ngôi chùa có mặt từ năm 1936, gần 90 năm trời, nhưng mà vẫn là một ngôi chùa rất đơn sơ. Nhưng không sao, người ta hay nói chùa rách có ông Phật vàng. Chỉ sợ chùa rách mà lòng người cũng rách. Chỉ sợ chùa rách mà lòng người không tin nhân quả. Chỉ sợ chùa rách mà con người quá tham lam. Thì cái đó khổ hoài, đau hoài, nghèo hoài, buồn hoài và nước mắt hoài. Các vị nghe rõ không? Lúc nãy có một vị nói con xin lỗi sư, chúng con đến trễ và sư thuyết pháp cho chúng con nghe. Sư cũng chưa nói nữa. Đến khi cô Thu nói thôi sư, ai không đến thì thôi, còn ai đến sư thuyết pháp cho họ nghe. Tại vì rất là thiết tha nghe pháp, sư cũng rất cảm động. Sư nói như vậy để cho các vị biết rằng người Việt Nam mình cũng có trí thông minh, người Việt Nam mình cũng chịu khó mà nghèo hoài, khổ hoài, là bởi vì mình không có tinh thần tập thể, mình không có tinh thần đoàn kết, mình không có biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ nhau, mình không có tin nhân quả. Các vị có biết Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài ra đời tu tập thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn gần 3 thiên kỷ, là gần 3.000 năm rồi. Mà bây giờ nhân loại vẫn lạy Ngài, là bởi vì lời của Ngài nói là chân lý, là sự thật. Còn có những người á, nói bậy nói bạ gì đi chăng nữa cho đã cái miệng, chứ ai mà nghe. Tại vì đâu có nói đúng sự thật, đâu có nói lên điều chân lý, và cũng chẳng có để giúp đỡ cho ai hết. Còn Đức Phật mà các vị đang chắp tay nè, đang ngồi nghe nè, mà hôm nay đó mà sư đem quà đến đây đó, cũng là gì? Cũng là Phật chư thiên đó đưa đẩy cho sư và các nhà hảo tâm về đây
giúp đỡ cho các vị. Thế làm sao mà chúng ta gặp được nhau? Nhân duyên này là nhân duyên Phật Pháp. Cho nên ngồi với sư thì chúng ta không chỉ là để nhận những phần quà, mà về dưới ngôi chùa này để nhận những cái phần quà của Phật Pháp. Có mặt hôm nay đến với chúng ta là thầy Cường với cô Thu, một cái cặp vợ chồng mà cứ mùng một Tết là họ về tận miền Trung, Quảng Ngãi, Quảng Nam xa xôi đó. Cái lúc mà con người ta đó gọi là vui xuân, thì cái ngày mùng một Tết đó là hai ông bà phát tương tự như vậy, 200-300 phần quà, một phần quà cũng khoảng 1 triệu đồng cho những cái hộ nghèo. Làm như vậy mấy năm nay rồi. Đó, cũng như là công ty Nhật Nam cũng cùng kết hợp làm những công việc tốt đẹp như vậy. Bởi vì họ thấy sự chia sẻ là được hạnh phúc, được ban ra là niềm hạnh phúc. Hôm nay cũng có cô Mỹ Đức là cũng tháp tùng cùng đi. Cô từng đi với sư rất là nhiều chuyến từ thiện đến những vùng dân tộc, vùng cao, vùng xa, xây trường học, giúp đỡ những con người nghèo, mù, bất hạnh. Và sư thấy ngồi trên xe với họ, những câu chuyện của họ nói chỉ là những câu chuyện hạnh phúc. Những câu chuyện được cho và sẽ được cho nhiều nữa. Đó là niềm vui cuộc đời khi đã có và được chia sẻ. Đức Phật dạy một cái nguyên tắc rất rõ ràng, con người ta nghèo khổ chỉ vì người ta làm quá nhiều việc xấu và việc ác. Để sư nói cho các vị nghe, cuộc sống của chúng ta nghèo hay giàu, các vị hay đổ thừa cho trời đất. Ông trời cũng cho con nghèo, con phải nghèo chứ biết sao. Thôi để kiếp sau con khá hơn rồi tính. Nhưng mà các vị ơi, không có ông trời nào cho mình nghèo hết. Ông trời rất công bằng. Cha mẹ thì rất thương con. Cuộc sống thì là nhân quả rõ ràng. Cho nên giàu hay nghèo, sướng hay khổ là do ai các vị? À, do chính mình. Có người cũng không biết nói vì đâu nữa. Sư nói nhớ nè, dạ nghèo cũng do mình thôi. Đạo Phật nói gieo nhân nghèo thì gặt quả nghèo. Mà nhân nghèo là gì? Miệng nói lời ác, lời xấu, tay cờ bạc rượu chè, tâm ý nghĩ dục vọng, trộm cướp xấu xa, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, đó là nhân nghèo khổ. Các vị nói dạ con nghèo, dạ con khổ, chứ các vị có biết là mình sống giữa một cái gì? Trời đất thiên nhiên ban tặng cho mình tài sản vô giá hay không? Tài sản vô giá là gì? Rừng cây cho toàn là những gì? Oxy trong lành. Ban ngày là cây thở ra oxy mà mình hít oxy, cho nên nó trong lành lắm, mát mẻ lắm. Tại mình ngồi đây nhìn thấy Phật để thuyết pháp, để cho nó ấm áp cõi lòng thôi. Chứ ngồi ngoài kia cũng không có mấy là nắng đâu. Chung quanh có cây, có gió. Các vị biết là ở thành phố mà mơ ước một ngôi chùa nhìn ra có cây xanh, đó là niềm ước mơ không bao giờ đạt tới. Không có được như vậy. Cho nên sư cô phải thấy rằng Phật thương sư cô diệu minh quá, đưa sư cô về trụ trì cái chùa Thanh Long này. Nhưng mà bây giờ ngoài cái dạy cho các vị mà niệm Phật đây đó, là phải giữ năm giới cho đời nó hết nghèo, hết khổ. Đừng có giết nữa. Đã nghèo mà con cắt cổ bánh chim rồi này kia, bắt chuột, bắt chồn, ăn đủ kiểu hết. Mà sát sinh hại vật là một trong những nguyên nhân làm cho mình xấu. Bây giờ hỏi sao con xấu không? Có đi thẩm mỹ viện hả? Đâu có vụ đó. Xấu là sát sanh nhiều quá, ăn đồ chúng sanh, con gì cũng không tha nên xấu. Làm nhiều việc xấu quá nên xấu. Còn cái người mà làm cái hạnh lành không, không cần phải đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp, người ta vẫn đẹp. Tại cái lòng người ta có nghĩ điều ác đâu mà xấu. Đẹp từ trong tâm mà đẹp ra mà. Nghe rõ không? Thì các vị sẽ thấy rằng mình sẽ biết cái nghèo, cái khổ là do mình đây. Mà nhân của nghèo khổ là gì? Làm việc xấu ác, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, bất hiếu, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc.
nhân của nghèo khổ. Cái nguyên nhân đưa đến nghèo khổ là các vị làm những cái việc đó đó. Thì không làm, bây giờ cũng làm hồi đó. Hôm nay các vị lên chùa Thanh Long làm gì á? Nói tôi đi lãnh quà. Mà trước khi lãnh quà còn được nghe pháp. Rồi là chồng của các vị hay là vợ của mấy vị đó mới nói pháp là cái gì vậy? Hỏi pháp là cái gì? Pháp á, là sư dạy cho mình nghèo tại mình, khổ tại mình anh à. Đó là nhân quả đó. Cho nên hôm nay sư về đây, sư nói một chút như vậy, các vị hãy nhớ rằng đó, mọi nỗi khổ đau trong cuộc đời, trước khi mở miệng để trách móc hay chửi bới vợ con, mắng cha trách mẹ, mình hãy nghĩ chính mình đây. Những nhân xấu, nhân nghèo, nhân khổ mình đã gieo từ muôn kiếp, và cái kiếp sống này lại tiếp tục gieo. Chính vì vậy mà rất khổ đau. Ngày xưa có cái cậu bé đó, nhà nó đợi ông nội nó ăn trộm, cha nó cũng ăn trộm. Ông nội nó ăn trộm rồi chết, đến cha nó cũng làm nghề ăn trộm già chết, đến nó tiếp tục nghề ăn trộm. Má nó nói sao? Con à, ông nội con ăn trộm, ba con cũng ăn trộm, mà bây giờ cả ông nội cả cha cũng chết hết, mà trong nhà con nhìn được có gì đâu, chưa có ai ăn trộm mà giàu hết trơn á. Nghe rõ chưa? Chưa có ai ăn trộm mà giàu. Má nó nói con à, con đừng ăn trộm. Má thấy ông nội cũng chết, cha con cũng chết, mà bây giờ đâu có để lại cho con cái gì đâu. Nó nói bây giờ làm sao má? Nếu má nói vậy con làm gì bây giờ? Nói con ơi, con đi kiếm củi cũng được con. Kiếm củi bán cũng được. Có củi má nấu cơm, kiếm củi bán ngày ít tiền, mua gạo ăn với muối, mà không phải nghề ăn trộm con. Thôi đứa con nghe lời má. Thay vì đêm đó không ngủ đục tường khoét vách, nó sáng sớm mới 5 giờ là nó mang cái gùi đó, cái gùi của mấy ông bà dân tộc thiểu số đó, nó mang nó lên rừng, nó chặt củi mà lõi á, là người ta thích lắm, tại vì nấu nó ra than. Còn củi mà nhẹ đó thì nó đem về nấu cơm ở nhà. Mà đem cái gùi củi ra chợ, người ta nói cái thằng đó ăn trộm đó, không biết nó ăn trộm củi đâu, nó bán kìa. Nói không, con tự đi lên rừng chặt củi từ 5 giờ sáng, con không có ăn trộm. Nó nói vậy mà người ta cũng không tin nữa, người ta cũng không mua nữa. Nghe không nào? Nó về nó nói má ơi, nguyên cái gùi củi không có ai mua hết á, người ta nói con ăn trộm. Má nói mai chặt củi đi nữa, đi hoài rồi sẽ đến lúc người ta tin đây là sức lao động của con. Cái người mà làm ác bây giờ muốn làm thiện cũng khó. Cho nên ai muốn nói gì nói, mình vẫn phải làm thiện. Chứ còn không làm nó ác thôi, ác lỡ ác, ác đến chết luôn thì kiếp sau chưa chắc được làm người đâu nghe. Sư nói thật cho các vị biết đó, đi địa ngục nè, làm ngạ quỷ súc sanh khổ lắm. Đó, sư nói cho các vị biết như thế. Thế rồi thằng bé này nó mới là nghe lời má, nó để cái gùi củi đó ở nhà. Má nói 5 giờ sáng đi chặt củi nữa. Chứ không phải bán không được rồi ngày hôm sau mang cái gùi củi ra chợ cũng cái củi đó, mà phải chặt củi khác. Nếu con muốn thoát kiếp ăn trộm, con phải làm việc. Thế rồi nó lại đi lên rừng, nó chặt củi. Mà muốn có củi tốt thì phải đi vào sâu, phải chặt những cái cây củi cứng mới là cái củi đó, rồi nó mới có than, phơi khô, bán. Cho nên nhiều thì phơi, bán thì người ta mua được hơn. 2 ngày, 3 ngày, lần lượt, từ từ, người ta tin rằng đây là một chú bé đi cắt củi, làm việc thật sự chứ không phải người ăn trộm. Và người ta mua củi cho chú bé đó. Thế rồi chú thấy vui lắm, kiếm được mấy đồng về cho má, mua gạo ăn. Và người ta bắt đầu nói chú là gì? Chú bé bán củi, chứ không còn nói là chú bé ăn trộm nữa. Mà muốn như vậy phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt ở trên rừng á. Chứ mà sao mà làm ác mà người ta khen mình được. Cho nên phải chịu cực. Và một ngày kia, chú bán củi về sớm. À, chú lại băng qua một cái làng ở bên cạnh. Có những người còn nghèo hơn nhà chú nữa kia. Chú mua ít gạo, chú cho những nhà nghèo. Cái người nghèo còn biết giúp đỡ người nghèo hơn. Đó là làm phúc đó,
để thay đổi cuộc đời đó. Chứ còn nghèo mình cứ ôm gì? Ôm cái mớ nghèo làm ác thì nghèo kiếp này và kiếp khác còn chưa chắc là được làm người. Mà nếu làm người thì sao? Nghèo nữa, tiếp tục nghèo nữa. Mà sư đang giảng cho các vị một bài pháp là gì? Là bán cái nghèo đi, không giữ cái nghèo nữa. Mà bán thì không phải bán được liền, bán từ từ mới hết cái nghèo. Ai mua cái nghèo đó? Các vị Bồ Tát, các vị Thánh sẽ mua cho, nếu các vị thật lòng sống tốt. Thế rồi nó mới đi qua cái làng, nó cho nghè gạo, rồi nó mang một ít gạo về. Chứ không phải mà nó nói, cha, bữa nay bán được 100,000 rồi đó, thì sao? Thì phải đem về cho má mua nhiều gạo hơn, để từ từ nhà khá lên, giàu lên. Nó chưa nghĩ tới cái đó. Mà nó nghĩ là cái làng ở bên cạnh có những đứa còn nghèo hơn nó. Cho nên nó đã gì? Nó đã đem qua cái làng bên cạnh kiếm những cái nhà nghèo hơn cho người ta ít lon gạo. Rồi nó gặp cái đứa bé trong cái nhà đó. Nó nói, ba má đi đâu rồi? Nó nói, ba má cũng là gì? Đi lên rừng. À, đi lên rừng kiếm cây, kiếm củi. Mà ngày nay về tối là bởi vì là sẽ đi ngang qua một cái dòng sông cạn. Mà ngang cái dòng sông cạn đó, nó mùa nắng thì đi được. Mà mùa mưa là không cách sao mà qua được hết, tại nước lên cao. Không có thuyền bè thì phải ngồi chờ nước rút xuống. Khổ lắm. Nó nói, bây giờ làm sao cho những cái người mà ở cái trong cái làng sát bên nhà nó đó, mà đi về không có bị đi tối tăm, mà những em bé không có sợ. Thì cái chú bé nó nói, phải có cây cầu. Mà làm sao có cây cầu được? Nó nói, cây cầu là phải gì? Chặt cây, cây dài làm cầu. Nó về nói, mẹ ơi, những đứa bé bên cạnh làng mình còn nghèo hơn mình nữa kìa. Bây giờ mình bán củi còn chút gạo ăn. Còn ở cái làng đó đó hả? Là chút gạo đó nấu cháo, rồi độn rau, độn củ này củ kia vô. Mà đôi khi còn phải chia nhau người con chút. Đó. Hôm nay sư nói chuyện với những người nghèo. Thì có những người còn nghèo hơn mình. Các vị có biết không? Mà người ta đâu có mong là đời cho người ta hết nghèo. Mà người ta nghĩ có dư chút gạo, ta giúp đỡ cái người nghèo hơn. Mà cái tâm người như vậy là mới là cái người sẽ khá. Thế các vị biết sao không? Nó nói, mẹ ơi, con muốn làm cây cầu. Đoạn đó ngắn à, có mấy thước à. Bây giờ ai cũng đi lo đi làm kiếm cơm, không ai làm cây cầu hết, con muốn làm. Má nó mới nói, con ơi, muốn làm thì cũng được, nhưng mà ngày nào con cũng đi kiếm củi. Nếu mà muốn làm cầu lại phải như thế nào? Trưa đừng có nghỉ trưa, phải dậy sớm hơn. Rồi là dành thời gian làm cầu, rồi thời gian mà nghỉ ngơi lại đi kiếm củi. Chứ không phải đi làm cầu rồi để cho gì? Để là người khác phải lo lắng cho mình, không ai lo cho mình đâu. Nó nói, con sẽ làm. Đi mới là đi vô rừng cắt những cái cây dài hơn, rồi những cái cây ngắn đó, nhỏ đó thì bán cho mẹ mua gạo, còn cái cây dài để làm cầu. Mà khi nó bắt làm như vậy thì có là một hai người thấy nó làm thì cũng làm chung. Và có một hai người khá giả thì cùng làm. Và gì nữa? Kết nghĩa anh em với nó, vì thấy nó bé mà siêng năng mà tốt bụng quá, cho nên cùng hợp tác làm cây cầu chung với nó. Rồi chẳng bao lâu cái cây cầu đó được hoàn thành. Mọi người đến vui mừng, ăn mừng là cái cây cầu này đã được hoàn thành. Dù mưa, dù gió, dù bão, dù lụt gì cũng có đường để đi về làng hay đi vào rừng. Rồi người ta mới tung cái em bé mà bán củi đó tung lên trời, tung lên tung xuống. Thấy chưa nào? Người ta quấn hoa lên trên cổ nó. Thấy chưa nào? Rồi là người ta tặng cho nó nhiều phần quà. Rồi nó về nhà, mẹ ơi, cây cầu xong rồi mà lại còn có hai cái người giàu kết nghĩa anh em với nó, vì thấy nó tốt quá. Cho nên hai cái người đó dắt nó về, rồi là nhận làm anh em với nhau, rồi là đem những cái món quà quý giá tặng cho mẹ, bởi vì là mẹ đã sanh ra một người con tốt quá, tốt như thế này đây. Đó. Mà chưa hết nữa, chưa hết cái niềm vui đó. Thì một lần đó có một cái người doanh nhân giàu có, họ đến cái làng, họ nghe người ta ca ngợi cái cậu bé
làm cái cây cầu đơn sơ bằng gỗ, bằng tre mà rất chắc chắn. Thì cái người này mới nói, đâu, dắt tôi đến nhà cái cậu bé đó coi. Dắt đến thăm cái cầu, xong dắt đến thăm cái cậu bé đó. Thăm xong rồi các vị biết làm sao không? Thăm xong rồi là cái người giàu đó còn là gì? Còn phát tâm xây nguyên một cái nhà đẹp cho hai mẹ con, cái cậu bé là làm cái cây cầu phúc đức này. Mà cái nhà của cậu còn đẹp hơn, tại vì ở trong làng ai có cái gì đẹp cũng đem tới cho cậu bé đó hết. Cái cầu đặt tên là cái cầu phúc đức, mà cái nhà đó cũng đặt tên là cái nhà phúc đức. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy là hãy làm những cái việc thiện, việc phước đức mà không phải chỉ riêng cho nhà mình. Trước hết là ông được trộm cắp cái đã nè, sống chân thật. Rồi kế đến là gì? Hãy làm những cái việc mà ngoài cho gia đình mình còn biết giúp cho hàng xóm, bà con. Đó là tạo phúc đức. Chưa thấy bằng tiền nhưng mà phước sẽ đến với nhà mình một ngày nào đó. Thế giờ sư nói cho các vị nghe nè, cái câu chuyện sư kể đó, chú bé đó đáng lẽ mà nó không giác ngộ á, nó cũng ăn trộm thôi. Nhưng mà chỉ cần mẹ nói một câu đời mình ăn trộm, chả bao giờ giàu. Mà con thấy ông chết rồi, cha chết rồi, trong nhà cũng chẳng có gì ngoài cái nhà ăn trộm ra, không có cái gì. Cho nên nó bỏ hết. Và nó bước vào công việc lao động bằng mồ hôi nước mắt chân chắn. Rồi còn biết đàm cầu cho dân đi. Cuối cùng nó được nguyên một cái nhà xây đàng hoàng, người giàu tới xây thưởng cho, bởi vì thấy nó tốt. Gia đình nghèo mà phát tâm làm cầu mà đâu phải làm nhanh các vị, làm cả hơn một năm mới xong cái cây cầu gỗ đó. Đó, cái cầu có mấy thước à mà làm hơn một năm. Tại vì làm đâu phải dễ mà dựng một cái dàn cầu lên, mà cặm cụi làm, mà cuối cùng được bù đắp lại. Hai mẹ con sống có nhà cửa, có những người tốt nhận làm anh em, chị em trong gia đình sống với nhau an vui. Đó là gieo nhân lành được hưởng quả lành. Các vị vốn xưa nay sống, ví dụ đèn nhà ai nhà nấy tự sáng, hôm nay nghe sư giảng như vậy rồi, giúp nhau tối lửa tắt đèn. Nhà mình còn 3 ký gạo mà người ta không có miếng nào cũng có thể cho người ta một chén nấu cháo ăn. Việc không phải nhà mình mà mình phát tâm làm mới sanh ra phước. Cũng như hôm nay những nhà hảo tâm, người ta cho các vị quà, đâu phải cho bà con của người ta đâu, người ta cho những người chưa từng quen biết, nhưng phước báo lại đến với người ta. Các vị đừng nghĩ phải giúp bà con, anh em ruột thịt của mình, mà hãy giúp người đi, giúp ai đó không biết, thì bỗng nhiên phước báo nó sẽ đến với cha mẹ, với anh em, bà con, dòng họ của mình. Các vị nghe rõ chưa? À, có người tham lắm các vị. Tham là cái gì cũng nghĩ cho mình, thành ra cuối cùng hai bàn tay trắng. Đời sống tình nghĩa là quý, nhất là những cái vùng người dân như vậy nè. Đi mấy trăm mét mới có một cái nhà, mấy trăm mét có cái nhà. Vậy mà có hữu sự, ta đến súng tới ta giúp đỡ, ta bỏ ngày đi cạo mũ cao su, ta bỏ ngày đi làm. Nhà có tang, việc hiếu sự hỷ sự gì cũng có súng vô cùng làm. Đó là mình làm cái chuyện phước đó. Mặc dù dân ở đây, sư nghe nói cạo mũ cao su bây giờ cũng khó lắm. À, ta quản lý người ta không có cho cạo nữa, phải không? À, kiếm công ăn việc làm cũng khó. Người tuổi lao động đi công ty xí nghiệp kiếm việc làm, có nhiều người già thất nghiệp. Nhưng mà khi trẻ mà sống á, làm lành, già không có sợ đói. Sống miệng nói lời ác, tâm nghĩ ác, làm việc ác, già chết trong cô đơn. Sư nói có Đức Phật, sư không có hăm dọa hay nói dối đâu. Sư nói lời chân thật, các vị phải ráng nghe. Và mình không biết cách sống cho tốt thì đời mình sẽ khổ nhiều. Sống tốt đời mình mới có nhiều niềm vui. Cho nên nhiều người tuổi lao động ở đây không có việc làm, nhiều người làm mướn cho qua ngày, rồi lại không biết Phật Pháp. Chính vì cái hoàn cảnh của các vị như thế, cho nên sư rất là thương những người nghèo ở cái nơi đây. Và sư cũng động viên những nhà hảo tâm, những người có điều kiện
sẽ trở về giúp đỡ các vị nhiều hơn. Với điều kiện từ hôm nay, các vị đừng bao giờ làm những cái việc xấu, việc ác nữa. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên, sư nói với các vị rằng, người ta nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo đạo đức với tình thương. Nghe chưa nào? Nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà không có nghèo, lòng tốt. Cũng như có bà mẹ giống vậy, đi chợ. Cả đời không bao giờ có đồng bạc dư mua bánh cho con. Tự nhiên không biết ai làm rớt trái cam giữa đường. Trái cam vàng, to, thơm ngon. Bà nghĩ liền tới đứa con trai của bà. Nghe chưa nào? Bà bóc cái trái cam đó. Bà nghĩ rằng tôi sẽ đem trái cam này, tôi cho con của tôi. Bà cầm cái trái cam trên tay. Bà vội vàng, lẹ làng đi mãn canh chợ chạy về gì? Để cho đứa con. Về đứa nhỏ đang học. Con trai của má đang làm gì đó? Thưa má, con đang học bài. Đây, má có trái cam, má cho con nè. Con cảm ơn má, sao má không ăn đi? Má mới là mệt mà. Không, đây là phần thưởng má dành cho con. Con nhỏ mà con ngoan, con có hiếu, con chăm học. Đứa bé cầm cái quả cam, nhảy lên, đi khoe hết. Nay có trái cam nè, hôm nay tôi có trái cam nè. Tại cả đời có bao giờ được má mua cho cái gì đâu, nhà nghèo má. Mà rồi nó khoe, nó nhảy, nó múa lên. Mà nó nói, bây giờ bóc trái cam ăn thì tiếc quá, thôi để dành cho ba. Mà nhiều khi ba về nhằm lúc mình đi học sao? Nó viết tờ giấy, thưa ba, hôm nay con có món quà đặc biệt cho ba, đó là trái cam vàng, thơm ngon nhất trên thế gian này. Rồi để cái trái cam, để ngay cái chỗ mà ba mặc quần áo lao động đó. Rồi ba đi làm về, ba thấy cái gì có tờ giấy với trái cam, ba bóc trái cam lên có miếng giấy. Đứa con có hiếu gửi cho ba trái cam. Ba chưa ăn mà nghe mát ruột quá trời luôn. Ba chưa ăn mà ba nghe khỏe quá trời. Tại con trai ba có hiếu quá. Chưa ăn đã nghĩ tới cha tới mẹ, đó là phúc đức. Còn có nhiêu cũng không đủ, có gì ngon mở lòng bàn xơi hết. Còn cơm với muối với rau gì ba má sống chết mặc. Vậy sao có phúc đức? Cho nên cái đứa bé để trái cam lại, ông rưng rưng nước mắt. Hôm nay mình nghèo chứ có phước quá, thằng con mình nó có hiếu quá. Rồi sao nữa, ông có ăn không? Ông nghĩ tới bà vợ, phải không nào? Rồi là bà vợ chiều về, ông nói anh hôm nay có một món quà đặc biệt dành cho em. Nó gì vậy? Có gì á? Bà sáng mắt lên, từ hồi nào giờ? Chỉ là ngày kiếm ký gạo chứ làm gì mua quà cho bà. Giờ cái trái cam lên. Bà nhìn trái cam đây, chính trái cam mình lựa một ngoài chợ hồi sáng. Phải chưa nào? Thì bà sao? Chảy nước mắt. Thì biết cái đứa con cho cha, rồi người chồng cho vợ. Cái trái cam đó trở thành là trái cam hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Có phải vậy không? Các vị có thể có bao nhiêu trái cam như vậy, nhưng mà không, ăn mình hết trơn thì làm sao có. Rồi cái cách cái trái cam ra làm xấu. Mỗi người ăn hai, nhưng mà mỗi người ăn có một à. Còn ba cái muối cam đó lại đem qua cái nhà bên cạnh, chia cho nhà bên cạnh có cụ già. Cho nên đó là trái cam phước đức đó. Nghèo mà có trái cam bằng vàng, đó là phước đức. Quá dễ. Phải sống biết nghĩ đến người khác, giúp đỡ người khác, thương vợ, thương con, thương chồng, thương cha, thương mẹ. Mình mới thương được người ngoài. Đừng sống làm người tham, có nhiêu cũng vơ vét cũng không đủ. Nghe chưa nào? Có một vị thần xuất hiện. Bỗng nhiên một ngày có một vị thần xuất hiện. Nói này, anh ơi, bây giờ anh đang thiếu gì? Anh đang cần gì? Thưa ngài, tôi cần đất. Tôi sống cái nhà cũng ở nhờ, đất đai không có. Xin ngài cho mấy công đất làm ăn coi. Ông nói bây giờ ông đi đi, ông chạy nguyên một ngày, sức ông tới đâu là đất của ông tới đó. Nghe vậy có ham không? Ham quá trời. Mới xin có hai công đất à. Bây giờ ông nói
chạy tới đâu cho tới đó là quên cái hai công, mà nhớ ra 200 công, 2000 công. Chạy tới đâu là ông thần cho tới đó mà. Bắt đầu đánh dấu, chạy thục mạng luôn. Mà ban đầu xin ông bao nhiêu? 2 công. Bây giờ ông nói ông muốn nhiều tôi cho bấy nhiêu, thì tôi xin có 2 công thôi. Sức của tôi làm bấy nhiêu. Đó, cái người thiệt là như vậy. Nhưng mà mới nghe nói là sức chạy tới đâu cho tới đó, nhắm mắt chạy thục mạng. Tại vì sao? Sẽ sở hữu nhiều phần đất, không kịp thở, mồ hôi không lau, khát không uống, đói không cần ăn. Thời gian bây giờ là quý nhất. Tại vì chạy được bao nhiêu là hưởng bấy nhiêu. Cho nên cắm cổ chạy. Trời về chiều, chân tưa máu. Thấy chưa nào? Lồng ngực thì muốn vỡ, tim sắp bể rồi. Đập liên hồi muốn vỡ thành từng mảnh vụn, nhưng vẫn cố sức chạy. Ráng chút nữa đi, ráng hai chân là có một công đức, ráng hai chân là có một cái công đất. Đó, tham vậy đó. Có không? Dạ có. Tại chưa có ông thần nào xuất hiện chứ có à, con rủ cả dòng họ chạy luôn. Cái lòng tham nó vậy đó các vị ơi. Hồi nhỏ sư cũng tham lắm. Sư từng tham và sư từng khổ vì tham. Cho nên đừng tham các vị. Mình sống bằng cái gì? Sức lao động và tấm lòng chân thật của mình. Có nghèo nhưng không khổ, người tham mới khổ. Thế rồi anh ta chạy, chạy đến gì? Đến khi mặt trời lặn thì cũng ngã gục. Bây giờ đi kiếm ông thần để tính từ cái chỗ cắm cờ cho tới đây là bao nhiêu công đức. Nhưng các vị có biết không? Anh ta tắt thở rồi. Và anh ta sở hữu gì? 3 thước đất cho cái mộ. Sở hữu 3 thước đất mà ban đầu anh nghĩ anh ta chạy 1 ngày, anh ta sẽ được 1000 công đức. Và cuối cùng chỉ có 3 thước đất thôi. Mà anh ta còn được 3 thước đất chứ có người không có thước đất nào sao? Để xác thúi rắc luôn không ai chôn cất dùng sao? Đó là nơi an nghỉ cuối cùng là 3 thước đất. Cho nên cuộc đời này ai tham để mong chiếm hữu nhiều là người đó nghèo nhất. Cho nên có người tới đây thôi sư ơi sư đừng giảng gì hết á, cho quà về đi là biết người đó tham. Tham mới mong cầm trên tay có cái gì để về cho lẽ. Tại sao mà sư lại muốn đến chùa? Giờ sư đến chữ thập đỏ sư phát cũng được. Sư đến chùa có cái mái chùa ở đây, che chở hồn dân tộc đây. Sư nói chuyện cho các vị nghe bài học đạo lý. Vì vậy, suốt một đời lao tâm khổ trí cũng chỉ mưu cầu cuộc sống. Người đói thì mong có ăn, người đủ ăn thì mưu cầu danh lợi sắc tài. Cho nên, sư nhắc các vị rằng, cuộc đời này, rồi ai cũng chết thôi, sư cũng chết, các vị cũng chết. Cho nên, ngày 2-3 bữa cơm, mình đừng lấy đó là cái chuyện quá ghê gớm. Mà sống cho an lạc. Sáng 1 cây nhang, Nam Mô A Di Đà Phật. Tối 1 cây nhang, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nhà không có tiền mua nhang cũng không sao hết, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Có tốn tiền không? Không. Vậy có làm được không? Được. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay con sẽ không làm việc xấu, việc ác. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay con sẽ không đánh vợ. Có nhiều người có thói quen kỳ lắm. Đi thôi về đánh vợ à. Ngày hôm nay con thắp cái nhang này, con sẽ không chửi con. Con mình sanh nó ra mà mở miệng lời dạy không có, chỉ có chửi mà thôi. Thôi thắp A Di Đà Phật không chửi con. A Di Đà Phật không sát sanh. Đã không giúp gì cho ai còn giết làm chi nữa, nên không giết. Nam Mô A Di Đà Phật, ngày hôm nay cũng không làm gì ra tiền, con không uống rượu. Gọi là sáng hương, tối hương, không tốn tiền mà sanh phước. Nhớ chưa? Tài giỏi tới đâu cũng không đi qua tử thần, giàu có quyền uy thế lực, đến đâu cũng không mua được cái sinh mạng này đâu. Cho nên khi sống, phải làm cho cuộc đời mình nó có ý nghĩa. Chẳng hạn như hôm nay đến chùa Thanh Long được nghe pháp có ý nghĩa không? Cho một tràng pháo tay.
Làm người chưa tốt thì đừng có mong thoát kiếp nghèo. Ráng sống cho tốt. Cuộc hành trình mình cuối cùng là ba thước đất, chôn cái thân hay là cái hũ cốt mà thôi. Đây nè, cái chùa Thanh Long này cũng có mấy chục cái hũ cốt nè. Mình cuối cuộc đời cùng cái hũ mà thôi. Cho nên hãy sống cho tốt, để khi mình chết đi rồi đó, người ta đứng trước cái hũ mình, người ta nói ông cái hũ cốt chứ thời ông sống tốt lắm. Chứ mà cũng cái hũ, người ta nói cái hũ này để làm gì, ngứa mắt quăng cho rồi đi, cha này ác lắm. Chồn chết để cái da, người ta chết để lại cái tiếng, tiếng thiện hay tiếng ác trên cuộc đời. Bài pháp hôm nay có bấy nhiêu thôi. Kinh Di Giáo Đức Phật dạy, nên biết người nhiều ham muốn, ham hưởng thụ, ham ăn, ham ngủ, ham danh lợi là người khổ não nhiều nhất. Nên biết người biết chia sẻ, làm lành, bố thí, cúng dường, đem niềm vui của người khác là niềm vui cho chính mình, đó là người nhiều hạnh phúc nhất trên thế gian. Đó, Kinh Di Giáo Phật dạy như vậy đó. Các vị nghe rõ chưa? À, cho nên mình nghèo dễ tu. Người giàu á phải qua một cái công đoạn nữa, đó là xả. Bỏ bớt, buông bớt. Ăn ngon mới ăn được. Ngủ giường cao, nệm ấm mới ngủ được. Rồi là gì? Sung sướng mới chịu được. Bây giờ khi bắt đầu người giàu tu á phải xả. Giờ phải tập ăn sao cũng được nè, ngủ sao cũng được nè, sống sao cũng được nè. Phải tập cái đoạn đó có khi mấy năm. Còn người nghèo mình á là bớt một cái công đoạn xả. Tại vì có gì đâu xả. Dễ tu lắm. Nhưng mà xả cái gì? Thói hư, tật xấu. Người càng nghèo lại càng rượu chè cờ bạc. Người càng nghèo lại càng bất hiếu mẹ cha. Người càng nghèo lại không biết đến chùa Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên người nghèo phải tập tu, sửa cái thói hư tật xấu. Người giàu tập tu thì cái bước đầu phải tập xả ly. Người nghèo tập tu phải xả thói hư tật xấu. Nghèo quá cùng quẫn rồi mở miệng chửi thề không? Cùng quẫn cho nên gọi là gì? Cùng đường nên là đục tường khoét vách, chuyện xấu gì cũng dám làm. Cho nên cái người nghèo mà có trí sáng rất dễ tu. Mà dân gian Việt Nam của chúng ta như thế nào? Nghèo tiền, nghèo bạc, không nghèo đạo đức với tình thương. Người Việt Nam chúng ta giấy rách phải giữ lấy lề. Người Việt Nam chúng ta bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Người Việt Nam chúng ta nghèo nhưng không nghèo đạo đức. Nay sư giảng có nhớ được cái gì không? Hả? Nhớ được cái gì không? Cái gì hay nhất? Nay sư giảng cái gì hay nhất? Giơ tay nói coi. Cô tín hữu Thiên Chúa nói sư nghe coi. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Thưa tất cả bà con trong toàn ở đây. Tôi bên đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng mà nay tôi nghe sư giảng thì cũng về cái đạo làm người. Thì trước nhất bây giờ riêng tôi tiếp thu được là phải sống hòa đồng với mọi người, yêu thương những người bên cạnh mình, chia sẻ những gì buồn vui cho những người bên cạnh mình, giải hòa những gì những người nghèo người giàu sống như nhau và biết hòa đồng với mọi tất cả mọi người và biết yêu thương tất cả mọi người. À, chúng ta cho một tràng pháo tay. Như vậy là một tín hữu Kitô giáo tiếp thu được bài pháp hôm nay rằng hãy yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Đừng có chiến tranh. Trong nhà không chiến tranh, ở ngoài không chiến tranh, xã hội hòa bình, đất nước an lành, nhân dân được hạnh phúc. Các vị nghe rõ chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, kính bạch đạo tràng, Phật tử là Diệu Ngôn. Ngày hôm nay tiếp nhận được cái bài pháp của sư cô, rút ở trong cái chánh ý đó là sư cô nói về nhân quả. Sống làm người phải biết nhân quả. Tất cả những cái gì mình sống hiện tại là do nhân quả. Nếu khi hiểu được nhân quả thì mình sống lại làm tốt hơn, thay đổi cuộc sống sau này của mình. Và kết thúc nếu được thành quả như vậy là do cái trí tuệ của mình phát triển.
tu tập được tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Cho một tràng pháo tay 10 điểm. Đó, nhân quả hết trách cuộc đời, tự trách lấy mình và tự tiến tu lấy mình. Bài pháp của sư có như vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư viện chủ chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay bổn tự chùa Thanh Long chúng con có đầy đủ duyên lành, mặc dù là công việc Phật sự đa đơn, nhưng hôm nay ni sư sắp xếp thời gian để quan lâm về bổn tự chùa Thanh Long chúng con, ban bố thời pháp thật là vô vàn quý báu, và còn đem những mạnh thường quân về đây để phát những phần quà cho các nhà đồng bào nghèo và Phật tử nghèo ở vùng sâu vùng xa. Con thấy rất là cảm động, nhưng con cũng không biết nói gì hơn. Con thành tâm cầu nguyện hầu ân tâm bảo luôn gia hộ cho ni sư sức khỏe dồi dào, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là ngọn đuốc để dìu dắt hàng hậu học chúng con trên bước đường giải thoát. Và chúng ta cũng không quên lời thành tâm tri ân cảm niệm công đức những nhà mạnh thường quân. Cô cũng nguyện hồi hướng công đức, cầu nguyện mười phương tâm bảo luôn gia hộ cho gia đình thân bằng quyến thuộc của quý vị mạnh thường quân, cũng như doanh nghiệp của chú Cường, cô Thu, chú Lê Phan Hoàng Nguyên, chú Lê Phan Hoàng Dung. Cô xin nguyện hồi hướng công đức mười phương tâm bảo luôn gia hộ cho quý vị sức khỏe dồi dào, dặn sự kiết tường, lúc nào cũng là một mạnh thường quân, một Phật tử thường thành, để hộ trì tâm bảo cũng như phát tâm làm từ thiện cho những nhà khó khăn nơi vùng sâu vùng xa. Cầu nguyện hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền của quý vị được tăng phước tăng thọ, còn cha mẹ quá giảng thì được trực giảng Tây Phương, về cảnh giới Tây Phương an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay người tốt làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phù mẫu tự tôn một con đường. Niềm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân.
tốt, làm việc tốt.